Hello mọi người. Nay anh bảo với là anh Linh Philip like bán hàng mọi người ạ. À. Với bảo điệp anh Linh Philip ốm cả rồi. Ốm cả rồi nhưng mà có lịch like nên phải like mọi người ạ. Ốm á. Hiện tại là chuyển mùa, mặt đổ hết cả này. Chuyển mùa này, chuyển mùa ấy này. Bị dòng mưa mùa mưa ấy. Đành ra là ai cũng ốm. Tại vì cái ốm này nó dịch lấy, nó là dịch bệnh ốm đau, không có lôi à? Có chứ, để cái lôi nha. Lôi ở đâu? Lôi đi chơi sau nhà, sau nhà này. Để cho lôi vào bán với lại anh Bảo đi. Việt Nam cũng vô mùa bệnh à? Đúng rồi, Việt Nam thì nó đỡ, thời tiết Việt Nam thì khí hậu Việt Nam thì nó ok hơn bên này nhiều. Rồi vang qua chỗ chỗ châu Phi. Ngồi đi nào, ngồi đây đây. Rồi mang qua chỗ chỗ cháu Phi đây. Ngồi đi nói. Đừng đem đi, ngồi đi. Ngồi cùng đó. Ngồi đi. Đừng đem. Cứ ngày ngày đó. Ngồi đi. Ngồi cho nó đi. Ngồi đi. Đây đây rồi. Sao. Thì bảo rồi mang qua chỗ chỗ cháu Phi thôi. Chứ nữa. Là cái gì ấy? Nó rõ ràng đó. Thứ nhất là bên này có bả rồi bánh này, à. Rồi vàng này, với bò chó này. Nó đi dọa cho Phi độc đúng không? Dọa cho Phi nó đau rồi. Đấy. Để mọi người thấy chưa? Điệp nó nói chuẩn đẹp, đẹp luôn đi gì. Khét luôn đi. À, nay bán hàng mọi người ạ. À. Anh em đang tập tành bán hàng. Nói chung là mỗi người thì cũng sẽ có một cái nghề. Thành ra là làm thêm nghề khác thì mình phải học đấy, coi như là live ngày hôm nay là cũng là chỉ để giao lưu thôi, cũng không phải là tập trung bán hàng nhiều đâu, tại vì mới giai đoạn đầu mà, giai đoạn đầu thì nó chưa thành thạo được như anh Bảo với anh Linh hay là bé Điệp gì đấy. Còn về chủ yếu là làm nông nghiệp thôi, nhưng mà lên đây thì cũng sẽ triển khai dần dần làm bán ít mặt hàng. Đâu mày? Đâu mày? Đây, đây. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Đi đâu về đấy? Đi đâu về? Đi chơi à? Hả? Chơi à? Để chú Linh lao mặt thế nào? À, lấy cái khác đi. Cái này để xem nào. Dây dẹp này. Để xem là đang chơi bên bên gái bên kia mà. Xem nào. Con trai bạn gái. Ừ. Ui ảo. Trời ơi. Bẩn ý. Bẩn mặt đối bẩn ý. À mà cái này bẩn sẵn rồi. Cái này bẩn sẵn rồi chứ không phải là như này đâu nhá. Không phải là như này đâu. Gió khăn bằng chầm. Lôi nó sạch lắm chứ. Chả này. Ui chả. Này. Vác. Ui chì. Cún này. Nhìn. Trời ơi. Cú này, nhìn này. Để chú Linh lau cho sạch mát mẻ mà lai. Cú này. Trời ơi. Ờ, giấu đi, cất đi, bỏ túi trong túi đi. Bỏ trong túi đi. Chứ lỡ mà người ta mà nhìn thấy là ngại lắm con này. Ôi, tay nào. Trời ơi, phải đi rửa tay đi. Mọi người xem cái khăn này. Cái khăn này là ghế gì đây Tuấn Anh ơi? Bán ghế này luôn đi. Này. Không phải đâu, cái khăn này xỉn đấy mọi người à. Cái khăn này là nó xỉn đấy, chứ không phải là do lôi đâu. Ghim cho anh cái khăn này Đức Anh Tuấn Anh đâu? Tuấn Anh. Ghim cho anh cái khăn cái này. Đây. Ôi, khăn ướt là dành cho bé nha. Không có cái gì cả đấy, rất là sạch đây, rất đây, là anh sạch Hùng. Rất là sạch anh chị em ạ. À. Chà ơi quá chà. Khăn này, khăn xỉn chưa, hàng xỉn nó phải như này. Linh lối à? Sao nhắn tin ở đâu nhỉ? Đấy, nhắn tin bên ấy mà Đức Anh à, Tuấn Anh nhắn tin bên chỗ ấy của Điệp ấy, bên Zalo ấy. Ừ, chỗ lá ấy quên. Chà. Tay nó nhưng mà phải sạch sẽ một tí. Có chịu không? Khó chịu không? Mát mẻ sạch sẽ like cho nó có phong có tí ấy chứ.
Chào chào. Chào bên hello tất cả mọi người, mày báo lại nhá. Mày đang lỗi giống chậu thì cũng vậy. Đi chơi về mà nghe. Chứ không phải là ăn ở bẩn như này đâu. Đã tắm rửa giống chậu thì bạn hả? Ăn chơi đi chơi về chứ không phải là ăn ở bẩn như này đâu. Đó là. Cái này nấu nước sôi lên mà tắm nước sạch. Cao. Mình lột. Trời ơi, lột đúng không nghe? Lột giá luôn nhá. May mà cái khăn này. Đâu nào, thả tay ra. Ngại lắm luôn ạ. Cún mà nhìn thấy thì biết. Cún có xem like ấy. Cái ai nhìn đây. Đây đây. Đây. Đứng ạ. Không. Không. Lồi rồi. Này, khỏi phải dẫu. Không phải không nghe. Cái này chưa ra đâu, chưa hết đâu, chưa dùng hết công sức đâu. Vâng. Chết. Nghe này. Anh cứ chấp nhận này. Anh đang còn ở của nhà. Đâu cái sáng anh như. Quá trời. Kêu ơi. Người đâu cái sáng chứ mà, tôi cứ chơi nhưng mà. Đấy, cái bọn bọn đây đâu. Mình đây. Thôi đừng ngủ với chú Linh nha. Cún mà biết là cún khóc đó. Tay. Thôi đi. Bán gì đây? Bán gì đây? Đây, đây, đây. Đây, lấy đi. Đặt phẩm đô thị. Đây, thấy đó. Trời ơi. Sạch lắm rồi ơi. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Cho Lôi đi chơi. Chứ hai ngày này không tắm. Nó thật là hai ngày này không tắm. Có phải không? Không phải. Không quá tắm không? Chưa nha. Chưa lấy cái khăn bôi đây nha. Bôi. Ok không? Thử đẹp cái nha. Okay. Rồi thử nha. Cần hết khăn rồi. Hết khăn rồi. Hãy mang sang một cái thôi. Hết khăn rồi. Khăn này đỏ nha. Hết khăn rồi này. Hết khăn rồi. Khăn nhớ về hết rồi. Em chào về hết rồi. Hai ngày không tắm. Giặt cái này đi. Giặt cái này đi. Đó, thấy chưa? Hai ngày không tắm. Tắm mà. Tắm mô mà tắm. Do cái này là bẩn rồi. À, do cái này bẩn rồi. Do cái này bẩn rồi mày nha. Khăn đấy là do bẩn trước rồi. Bẩn sẵn rồi. Chú Linh treo đấy. Treo lôi thôi mà. Rồi đây bán hàng với chú Bảo ấy á. Ok. Chú Bảo bán hàng à? À, chú Bảo bán hàng. Không phải chú Linh à? Đây là fan like của chú Bảo à? Đúng rồi. Đúng rồi. Ui, quạt này mảnh thế nhỉ? Quạt mảnh. Hả? Bán đó. Quạt mảnh nhỉ? Chú Bảo lai chim à? Đấy, chú Bảo lai chim đi. Lên khăn đi anh ơi. Lên khăn rồi. Mọi người có mua khăn này không? Mọi người có mua khăn như Lôi lúc đấy ấy không? Này. Khăn ướt này. Khăn này thì là dành cho các bé đấy, các bé không có